một trong những món đặc sản đắt tiền của giới đại gia. Thế nhưng như một vị hiền triết người Mường đã từng nói, tôm hùm là bạn, không phải là thức ăn. Ebi là chiếc origami trẻ nhất, khôn lớn và trưởng thành ngay trong mạch phim chính bởi sức mạnh ký tự của Umemori Genta. Có tích hợp âm thanh, ánh sáng. Sở hữu 4 hình thái khác nhau tương ứng với các phương, mỗi hướng đại diện bởi một món vũ khí, bộ kỹ năng cũng như những diện mạo khác nhau. Màu sắc đẹp, thiết kế cân đối, sức sáng tạo thì phải nói là quá phong phú. Tích hợp động cơ và 4 hình dạng khác nhau để có trải nghiệm khi chơi tương đối thoải mái. Phải nói đây là một series thực sự thành công về sự sáng tạo của các mecha. Kiểu, nó bị ok luôn ý. Yeah.